Phương Hồng Tây xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh kênh của em ha. À, dạ Hồng Loan cũng đang ở trước mặt cô chú anh chị. Hải hầm. Hải hầm. Ngon lành chưa? Đây anh Hải đây. Đó, nhìn ít cement ghê không? Hai chồng luôn nha. Chị ơi, nhắn tin qua fanpage nha, đừng có nhắn tin qua phở bò nha. Rồi cuối cùng là fanpage ha, phở bò chị. Phở bò của shop Buôn Buôn hoặc là shop phở bò của shop Hồng Loan. Còn mà cái phở bò mình đừng có nhắn bên cái trang cá nhân. Nhắn bên cái kia kìa. Phở bò ha, bún bò. Cái kia kìa. Kia ha, cái kia. Cái kia Nam Giang. Ủa cái Nam Giang hả? Cái kia kìa. Còn cái bún bò chứ bún bò là không có được đâu ạ. Nam Giang. Dạ anh chị ơi, nhắn tin qua phở bò giùm em nha. Anh chị nhắn về trang cá nhân, nhắn bên phở bò bên kia á, trang ấy nó trang bán hàng á. Đó. Tại bên cá nhân bây giờ nó lọt bên kia lớp quá, không có thấy được tin nhắn của ai hết trơn luôn. Nó vô chồng lấy ra. Đây không cần rồi. Đúng rồi, đây là sao hai anh chị không ra chung cái MV đi? Đang ra MV đó. Đang ra luôn đó. Cái ngồi kế bên kìa sao dám nói yêu ai được. Không phải anh Hải Hầm. Cái bên anh căng quá. Căng quá. Căng nhiều đâu, căng gì não. Giờ mình có mua vé xem kịch của bên chị Bích Trâm với Linh Tý. Anh Linh Tý thì qua bên trang của anh chị mua vé ủng hộ nha cô chú anh chị. Từ mùng 1 đến mùng 9 nha. Nó bao. Dạ mình hai đi mình nhắn tin bên phở bò giùm con nha, mua hàng mình nhắn tin bên phở bò giùm con nha, trang trai trang bán hàng của shop Buôn Buôn hoặc là trang bán hàng của shop Hồng Loan nha cô chú chị ơi. Rồi anh bán gì nói đi chợ. Em thấy anh bán ở bên kia là đắt dữ lắm đúng không? Không hề, ế nhà đừng đắt đâu mà đắt. Ế vậy. Đúng rồi, hãy với em cây sơ bên đó. Em thấy bên kia là Việt Kiều mua lắm. Em tuổi đã xấu rồi, anh chưa có đợi nhiều nên chuẩn bị và nhiều mới làm. Ở bãi sắp tới là mình kinh doanh gì nữa. Chung là bây giờ vẫn shop vẫn còn 2-3 mẫu không, mà ý là bây giờ có bán cái này không? Không. Cái này bán rồi. Bán không biết mua cái đó cho bọn lựa rồi. Cái này ông lựa đẹp nhất ông mới bên đeo á. Cái này ưng rồi, ông có bán rồi. Nói chung là vẫn còn mấy mẫu đẹp như vậy nè. Cái đó con 150 sao sao tránh được. Đúng rồi. Trời ơi, còn dư được 4 mình xem thôi.
chị giờ là chị nhiều hơn đó, cho chị biết chị nhiều hơn đây đó. Qua bên đó nửa tiếng mình đã chết hết rồi. Bấm theo dõi cái kênh con nha cô chú chị nha, bấm theo dõi kênh con nha cô chú chị. Kênh này là kênh chính chủ nha, đang live trực tiếp, yên tâm. Ở đây toàn là kênh chính chủ không đó. Không. Đó ngoài luôn rồi. Là đang nói giỡn đó. Cái vụ hoa lan mình tính cả. Khoai lang bây giờ nói chung là ở trong đó là mỗi bịch là 3 kg. Đâu để ra đi mình chia đi, mình chia cho nghe đi nha. Quên. Thôi mình gọi đi mình tính trước rồi mình tính trước thì lát dễ chia chị. Mình hả? Không thì để sẵn 3 kg rồi mình lấy ra là 3 kg. Mình chuyển cho. À giờ lấy ra phát luôn hả? Đúng rồi. Rồi rồi vứt xuống. Lại bao nhiêu thì mình phát cho cô chú ở trong ngoài viên. Dạ. Chương trình phát khoai lang bắt đầu. Chương trình phát khoai lang bắt đầu. Phát củ là phát rồi tới mai là chưa hết đó em. Trăm mấy chục ký ở đây. Này có ai của em hả? Của em trước đó buông xuống đi em phải buông xuống nè. Giới thiệu kênh đi chị, giới thiệu kênh mình đi. Dạ. Thấy qua kênh Võ Hồng Lan Official hết nhà. Nhà cũng có rất là đáng yêu. Bả mọi người cho em gửi lời cảm ơn đến chị Hồng Lan cái. Chị cho em gửi lời cảm ơn chị Hồng Lan với anh nha. Cảm ơn chị hai, chị ba nè, rồi dạ, anh hai nè, rồi dạ. Cô chú anh chị bên nước ngoài với trong nước dạ. Mua ủng hộ để gửi quà dạ. Khoai lang cho các anh các chị với là Trinh Hoa Duyên. Dạ, vậy là gửi cảm ơn tất cả mọi người. Đây mỗi người bịch nha, bịch 3 kg để đây nha. Rồi, cái người để ngay cái giò đi Hồng Lan chứ không có sách được. Hai tay giờ tôi có tay sao lại. Bó hai tay luôn. Rồi ngay chân luôn rồi cảm ơn chị vô. Rồi đứng đây điểm danh. Điểm danh. Hai điểm danh tên đó. Cảm ơn chị Hoa nha. Rồi, 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 luôn. Rồi, 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 rồi. Rồi quá trời luôn. Có ai giúp điện thoại không? Ai giúp điện thoại hiểu tai không? Rồi, rồi, rồi. Rồi, cảm ơn hai chồng Hồng Loan nhiều. Cảm ơn hai Loan, cảm ơn đại gia đình của chị ngon nha. Đã tặng con lại cho em, cảm ơn anh nha. Sao giờ hai ở nước ngoài để gọi làm vô. Đây là tất cả những anh em mà anh chị ở nước ngoài á đã ủng hộ khoai lang để tặng cho anh em ở trên mộ nha cô chú anh chị. Mọi người đa số không có cầm củ lang. Cảm ơn hai vũ lân và chị ba mình tên và tất cả khán giả bên nước ngoài ủng hộ khoai lang cho anh chị. Cảm ơn tất cả mọi người. Từ đây đến nhiều là hết đó. Mình muốn nữa lên số 5 đồng điểm có. À, một tầng một tí.